hướng dẫn anh em cách đấu loa trầm Black Bull hoặc là MBQ anh em nhé. Hai cái con loa này thì có cái bộ phụ kiện và cách đấu nguồn nó giống nhau, đấu loa nó giống nhau nhé. Con MBQ và con Black Bull, đây Black Bull. Thì đây anh em nhìn đây là cái phần bo mạch của nó. Bo mạch của nó để đấu nguồn và cấp âm đường âm thanh vào nhé. Thì cái bộ phụ kiện của dòng loa Black Bull và MBQ là nó gần như nhau, nó như nhau nhé. Đây là cái bộ phụ kiện của nó. Đấy, nó bao gồm thứ nhất là một cái dây màu có màu trắng xám, đây là dây để lấy đường âm thanh vào nhé, đây là dây để lấy đường âm thanh vào cấp cho loa. Còn đây là cái dây nguồn, cái cuộn dây, cái dây to nhất này có thể là màu vàng hoặc màu đỏ như thế này anh em nhé, có thể là màu vàng hoặc màu đỏ nhé. Và một cái đoạn dây điện màu xanh nữa nhé. Đấy, thì ở đây là dòng loa MBQ và Black Bull thì người ta đã chế sẵn sắc cho anh em rồi. Đấy, gì anh em không phải đấu dây vào cầu đấu nữa, mình chỉ cắm vào đây thôi. Đấy, mình chỉ cắm vào đây, nó là cái dạng sắt cắm rồi. Đấy, thế thì ở đây cái bộ phụ kiện anh em lưu ý này, thứ nhất đây là cái đường âm thanh vào này, nó có màu cặp, nó có hai cặp nhé, một cặp màu trắng và một cặp màu xám. Tiếp theo cái dây to nhất, dây điện to là dây nguồn chính của loa, anh em lưu ý đây là cái dây nguồn chính của loa nhé. Loa sẽ tiêu thụ công suất chính qua cái đường dây này cho nên dây nó có tiết diện là to. Còn một cái dây màu xanh là dây lệnh hay còn gọi là dây khiển nhé, gọi là dây khiển nhé. Và một cái dây màu đen đây anh em nhìn thấy, một cuộn dây, một đoạn dây màu đen là nguồn âm cấp cho loa, nguồn âm cấp cho loa nhé. Thế thì cách đấu như sau, anh em lưu ý này, đối với nguyên tắc đấu điện cho loa trầm cũng như các loại đầu đài màn hình trên ô tô là gì, nó sẽ cần tới ba nguồn. Thứ nhất là một nguồn âm, hai nguồn dương nhé, một nguồn âm, hai nguồn dương. Cái dây nguồn âm là dây màu đen này, anh em đặt loa ở đâu thì mình sẽ bắt vào một con ốc ở gần vị trí đó để lấy nguồn âm cấp cho loa nhé, lấy từ thân xe. Đấy, nguồn âm thì có thể lấy từ thân xe, tức là mình đặt loa đâu thì mình sẽ bắt vào một con ốc ở gần vị trí đặt loa nhất. Tiếp theo là nguồn dương chính, nguồn dương chính là nguồn cấp chính cho loa nhé, tiêu thụ loa, tiêu thụ công suất chính, cho nên sợi dây của nó có bao giờ có tiết diện là to nhất. Anh em lưu ý giúp là đối với xe con thì anh em nên kéo cái đường này ra và đấu trực tiếp vào cực dương của AQ đối với xe con nhé anh em nhé. Vì cái vị trí đặt loa và kéo ra AQ nó cũng rất là gần và dây sẽ đủ chiều dài để cho anh em kéo từ cái vị trí đặt loa ra tới cực dương của AQ. Đấy là xe con thì nên như vậy. Đối với xe tải thì đương nhiên cái vị trí của AQ nó rất là xa, rất là dài, cho nên là anh em có thể là xem cái khu vực hộp cầu trì ấy, khu vực hộp cầu trì và cái khu vực nguồn tổng ở đâu thì ở cái vị trí nào nguồn tổng to nhất thì mình đấu nó vào. Vì đây là cái dây tiêu thụ công suất chính cho nên nó sẽ cần cần đến một cái dây có tiết diện to nó mới đủ tải nhá. Anh em lưu ý đối với xe tải thì mình không kéo được xuống đến vị trí ắc quy thì mình có thể là đấu nó vào cái nguồn tổng ở khu vực hộp cầu trì nhá. Đấy, nguồn tổng cái nào to thì mình sẽ đấu vào, dây nguồn dương to nhất thì mình đấu vào nhá. Anh em lưu ý là nguồn dương. Còn một cái nguồn dương tiếp theo người ta gọi là dây khiển hay gọi là dây lệnh thì đây cũng là nguồn dương nhá, dương 12V hoặc 24V tùy từng dòng loa. Nhưng đối với đầu đài màn hình anh em lưu ý là cần tới ba nguồn. Thứ nhất là một nguồn âm, hai nguồn dương. Nếu loa 24V thì cũng hai nguồn 24V, hai nguồn dương 24V. Nhưng đối với dòng loa Black Bull và MBQ nha anh em biết nó chỉ có điện áp 12V nhá. Đấy, nó chỉ có điện áp 12V. Vậy thì cái dây nguồn dương cái dây khiển này là nguồn dương 12V thì anh em lấy ở đâu? Thông thường nhá, anh em đấu vào nguồn ACC trên cái màn hình hoặc máy nghe nhạc nhé. Nguồn ACC tức là cái nguồn mà nó lấy nguồn sau chìa khóa, người ta gọi là nguồn sau chìa khóa. Khi tắt khóa đi là nó hết điện trên cái nguồn đấy. Đồng thời khi mình tắt khóa thì nó sẽ đóng cái bo mạch của loa lại. Còn cái dây màu vàng và cái dây màu chính là luôn luôn có điện nhé, luôn luôn có điện. Anh em lưu ý là cái dây vàng là luôn luôn có điện. Dù anh em tắt khóa thì nó vẫn có điện. Tuy nhiên đây là cái dây khiển, khi anh em tắt khóa rồi thì cái bo mạch trên loa trầm nó sẽ đóng lại, gần như nó sẽ không tiêu thụ công suất, cho nên anh em yên tâm là nó sẽ không bị hết điện, ắc quy không bị tiêu hao điện nhé. Vì cái dòng lưu nó cực kỳ nhỏ, gần như là anh em sẽ không bị tiêu thụ điện trong quá trình là mình tắt khóa xe rồi. Đấy. Còn nguồn âm thanh thì anh em biết rồi, đối với lại dòng loa MBQ và loa Black Bull thì nó có cái phương thức lấy đường tín hiệu âm thanh vào thông qua cái hai cái cặp dây màu trắng và màu xám. Thì anh em biết rồi, trên cái đài hoặc là cái màn hình nhé, đây là một mẫu đài hay là một mẫu nghe nhạc, anh em cũng như thế, nó đều có một cặp màu trắng, một cặp màu xám. Thì lấy đường âm thanh anh em sẽ đấu ở đây, cứ đấu theo màu nha, anh em đấu theo màu. Đây là một mẫu khác cũng vậy, cũng là một cái máy nghe nhạc, anh em nhìn thấy nó đều có một cặp dây màu trắng và một cặp dây màu xám. Tương tự như vậy đối với màn hình Android cũng vậy, anh em cũng như thế này, nó có bốn cặp dây loa này, bao gồm một cặp dây màu trắng, một cặp dây màu xám, một cặp dây màu tím và một cặp dây màu xanh. Bốn cặp là ra bốn loa. Vậy thì cái cặp trắng xám này anh em cũng cứ đấu nối theo màu vào. Đấy là phương thức lấy đường tín hiệu âm thanh thứ nhất, là thông qua cái cuộn dây, thông qua cái đoạn dây đi theo cái bộ sản phẩm nhé, đấu trực tiếp vào cái đường ra âm thanh của màn hình hoặc máy nghe nhạc. Ngoài ra cái phương thức thứ hai là anh em có thể dùng cái đường dây tín hiệu AV. Dây tín hiệu AV thì anh em sẽ cắm vào đường âm thanh vào cổng AV, mình gọi nó là cổng AV hay là còn gọi là cổng bung sen hay rắc bung sen. Đấy anh em nhìn này, đấy mình có thể cắm vào đây. Nếu như trên máy nghe nhạc anh em có cái đường audio output thì mình cắm vào để lấy đường âm thanh vào, đúng không? Đây là một cái mẫu nghe nhạc nó có đường âm thanh ra nhé. Tương tự như vậy cái mẫu kia cũng có. Đấy, mẫu này cũng có nhé. Đấy, mình có thể cắm vào đây để lấy đường âm thanh ra. Còn đối với trên màn hình Android
Thì anh em thấy là đối mặt anh em thôi, trong cái cụm rắc bông sen này, trong cụm rắc bông sen này mình sẽ chọn ra một cặp có màu dây là trắng đỏ, có chữ ao nhé, audio output đấy, đường ra âm thanh thì mình cắm vào mình lấy đường âm thanh. Đấy là hai cái phương thức lấy đường âm thanh ra cho cái loa trầm nhá anh em nhé. Đấy anh em lưu ý như vậy. Thế thì bây giờ vấn đề là rất là nhiều anh em, kể cả là anh em thợ, đôi khi là anh em làm tắt một chút. Làm tắt là gì ạ? À anh em sẽ đấu kiểu như thế này, đấu hiện kiểu như thế này. Nôm na sẽ là dây đỏ với dây vàng chập vào với nhau. Nôm na là dây đỏ với dây xanh, dây vàng với dây xanh, còn đỏ xanh chập vào với nhau, nối vào với nhau, anh em sẽ đấu vào. Về nguyên lý điện thì cứ cấp điện được cho loa là nó chạy, nhưng về nguyên tắc là sai nhé. Tại sao người ta đã sinh ra một cái dây màu xanh và một cái dây màu vàng hoặc màu đỏ, hai cực dương độc lập nhau, đúng không ạ? Anh em phải đấu theo đúng cái chuẩn thì thứ nhất nó sẽ bền cho cái thiết bị, nó sẽ bền thiết bị nhé, nó không nôm na là nó sẽ không bị sốc điện, mình hiểu là không bị sốc điện trong quá trình sử dụng. Vì cứ mỗi lần anh em bật tắt lấy nguồn qua, tất cả là lấy nguồn qua chìa khóa anh em, nếu đúng thế là anh em lấy tất cả nguồn qua chìa khóa, mỗi lần bật tắt là nó sẽ đóng ngắt mạch. Đấy, mỗi lần anh em mở khóa bật khóa là mạch sẽ phải cấp điện từ đầu và chạy lại từ đầu. Nôm na là nó sẽ xảy ra những trường hợp gọi là mình cứ hiểu là sốc điện đi. Đấy, nếu anh em đấu thế thì tỷ lệ lỗi rất là cao, tỷ lệ lỗi sẽ cao hơn, thiết bị sẽ không bền. Vậy cái dây này là anh em lưu ý là dây màu xanh, người ta gọi là dây lệnh. Dây lệnh là anh em lấy nguồn dương là cái nguồn qua chìa khóa ở cái vị trí nào cũng được, có nghĩa là khi tắt khóa là nó mất điện. Đấy, tắt khóa là mất điện trên cái dây màu xanh này thì cái bo mạch này nó sẽ đóng lại, nó không tiêu thụ công suất, gần như không tiêu thụ công suất. Thế thì ở trên các cái, nếu như anh em đấu trên máy nghe nhạc thì anh em có thể lấy vào cái dây màu đỏ, dây màu xanh này anh em đấu vào dây màu đỏ này nhá. Dây màu đỏ này này, đấy dây màu đỏ. Trên các loại máy nghe nhạc đây anh em cứ đấu vào cái dây màu đỏ này cũng được, hoặc trên màn hình cũng vậy. Trên màn hình nó cũng có một cái dây màu đỏ gọi là nguồn ACC. Đấy anh em lấy một dây màu xanh, dây lệnh đấu vào đây. Vì cái dây màu đỏ này khi đợi anh em đấu đúng chuẩn là gì? Anh em tắt khóa là nó cũng hết điện trên cái dây màu đỏ này. Và cái dây nguồn dương màu vàng. Đấy dây của loa và dây của màn hình giống nhau, đều có ba nguồn nhé, đều có ba nguồn, hai nguồn dương và nguồn âm. Cái nguồn vàng này cũng là nguồn luôn luôn có điện. Đấy, cái dây đỏ này anh em tắt khóa là nó hết điện. Đấy thì cách lấy dây lệnh nó như vậy. Thì anh em cũng lưu ý là đấu đúng chuẩn thì thông thường thiết bị sẽ bền hơn, còn nếu anh em đấu tắt thì tỷ lệ xác suất lỗi nó sẽ cao hơn nhé. Đấy anh em lưu ý như vậy. Thì đấy là cái cách để đấu loa trầm Black Bull và loa trầm BQ. Đấy, Việt Tín Ô Tô thì phân phối các loại, các dòng màn hình Android cho ô tô, các loại loa trầm cam hành trình, cam âm lùi, đồ chơi phụ kiện ô tô rất là nhiều. Anh em quan tâm có thể là comment với Việt Tín Ô Tô, Việt Tín Ô Tô tư vấn rồi chị lựa chọn cho mình cái sản phẩm phù hợp nhé.